Huấn luyện viên cũ của Man United Louis van Gaal từng nói Man United là một câu lạc bộ thương mại thay vì một câu lạc bộ bóng đá. Huấn luyện viên Jose Mourinho chia sẻ rằng người ngoài sẽ không hiểu được Man United thực chất là ra sao ở trong nội bộ đâu. Ralph Rangnick đã từng tuyên bố nó không phải là một cái quy trình trị liệu đơn giản mà là một open heart surgery, dịch nôm na ra là một ca phẫu thuật toàn thân. Vậy vì sao Manchester United, một trong những cái tượng đài bóng đá của thế giới, lại không hẳn là một câu lạc bộ bóng đá mà thật ra hoạt động như một công ty? Chào mừng các bạn đến với series Deal with the Devil của Viet Devils, chuyên mục khám phá những cái chủ đề, những cái câu hỏi thú vị nhất về một trong những câu lạc bộ hàng đầu thế giới, đó chính là Manchester United. Trong episode này, Viet Devils sẽ giúp các bạn giải đáp 5 lý do vì sao MU được coi là một doanh nghiệp thay vì là một câu lạc bộ bóng đá nhé. Nếu thấy nội dung hấp dẫn, hãy để lại một cái like, nhớ share với người thân và cùng nhau đăng ký kênh để theo dõi thêm nhé. Thương mại hóa bóng đá, football commercialization. Điều đầu tiên các bạn cần phải hiểu là cái sự thị trường hóa, thương mại hóa của những ngành bóng đá này. Tất cả các đội bóng ở bên Anh từ trước đến nay luôn xuất phát là một đội bóng địa phương cách đây hàng trăm năm rồi. Bạn hình dung ví dụ như ở trong xóm bạn, bạn lập ra một cái câu lạc bộ để thi đấu ở những cái giải địa phương mà thôi. Và dần dần nó trở nên lớn mạnh hơn. Khi mà đạt được cái mức độ thi đấu tốt định và ổn định ấy, bạn sẽ muốn đội bóng chuyên nghiệp hơn và được vận hành một cách quy củ hơn, bài bản hơn. Khi bạn đá càng hay thì sẽ có càng nhiều fans. Khi có càng nhiều khán giả thì đài truyền hình sẽ muốn chiếu những cái trận đấu của bạn nhiều hơn. Trước khi đạt được cái điều này, đài truyền hình sẽ phải tham khảo những cái nhà tài trợ có nhu cầu quảng cáo sản phẩm dịch vụ thương hiệu của họ trong những cái trận đấu này. Nếu nhà tài trợ muốn quảng cáo, họ cũng sẽ muốn trực tiếp làm việc với bên câu lạc bộ để quảng cáo những cái thương hiệu, quần áo thi đấu cũng như là những cách quảng bá thương hiệu ở sân vận động. Khi mà mọi thứ dần chuyên nghiệp hóa rồi, bóng đá được bơm tiền vào ấy, thì câu lạc bộ sẽ sử dụng cái nguồn tiền này để đầu tư và phát triển để càng ngày càng tiến bộ. Và như thế nó trở thành một cái vòng tuần hoàn, phải không? Trong cái vòng tuần hoàn này, đến một cái thời điểm nào đấy, câu lạc bộ sẽ trở thành một cái công ty có quản lý, có những cái bộ phận, và về mặt pháp lý họ có thể ký hợp đồng với những nhà đầu tư, với nhà tài trợ, vân vân và vân vân. Vậy điều này có phải là điều tồi tệ cho cái ngành thể thao bóng đá này không? Không, tất nhiên là không rồi. Tất nhiên là sẽ có những cái khía cạnh xấu hơn, nhưng nhìn tổng thể cái sự thương mại hóa của nó không nhất thiết là đem lại những cái điều xấu. Tất cả những cái nguồn đầu tư nó sẽ khiến cho môn thể thao này càng ngày càng cạnh tranh hơn, càng ngày càng phát triển và càng ngày càng hấp dẫn và thu hút người xem. Số 2, món nợ câu lạc bộ. Vào năm 2003, Malcolm Glazers thì có mỗi 3% cổ phiếu Manchester United mà thôi. Nhưng mà năm 2005, nhà Glazers đã mua được Manchester United hoàn toàn luôn. Cái điều khốn khổ cho tất cả các fan MU chúng ta ấy là nhà Glazers đã mua câu lạc bộ dựa trên một món nợ rất là lớn vay từ ngân hàng, những cái công ty, những cái tập đoàn tài chính kế toán thế giới mà họ lại không mua bởi chính tiền của họ. Giải thích đơn giản thôi là khi mà họ vay nợ để mua một cái gì đấy là họ cam kết là sẽ sử dụng những cái nguồn doanh thu tương lai của cái tài sản đấy để trả lại cái món nợ này của mình qua thời gian. Đơn giản hóa một chút là nếu như mà Manchester United của chúng ta kiếm được 10 đồng đi, thì 10 đồng này nhà Glazer sẽ lấy 5 đồng để trả nợ, 4 đồng để giữ lại và 1 đồng để đầu tư lại vào câu lạc bộ. Thì mọi người giờ đã hiểu được cái tầm ảnh hưởng tiêu cực của cái việc mua dựa trên nợ ấy, nó ảnh hưởng như thế nào tới câu lạc bộ của chúng ta đúng không? Nó rất khó khi mà câu lạc bộ của chúng ta không thể nào mà sử dụng hết dòng doanh thu của mình kiếm được ấy để tái đầu tư lại vào câu lạc bộ, để xây dựng và phát triển một cái hệ thống mới, để tuyển những cái người giỏi hơn, xây dựng lại những cái cơ sở hạ tầng như là sân vận động, sân tập để cạnh tranh với những cái câu lạc bộ hàng đầu thế giới và có được cái sự ổn định về lâu dài. Đơn giản là nhà Glazers đã mua Manchester United bằng nợ, tiếng Anh gọi là leverage buyout. Bạn thương mại hóa, bạn chuyên nghiệp hóa, bạn kiếm tiền thì fans hoàn toàn ok với cái điều này. Nhưng mà một khi mà bạn không đầu tư lại vào câu lạc bộ ấy và bạn quên đi cái hoạt động chính của mình là cái hoạt động bóng đá và phải đá bóng cho tốt và có những cái màn trình diễn thuyết phục fans ấy, thì điều này khiến cho cổ động viên không thể nào mà chấp nhận được. MU trong thời gian qua đã đánh mất hình ảnh của mình, không còn là một MU mạnh mẽ như ở thời Sir Alex Ferguson, không còn có Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, Rio Ferdinand, Roy Keane, David Beckham hay những cầu thủ khác ngày xưa nữa rồi. Doanh thu câu lạc bộ. Nhiều bạn vẫn tưởng ấy là Manchester United kiếm tiền phần lớn bằng việc bán vé. Không, thời đó xa xưa rồi. Để hiểu được Manchester United có những cái nguồn doanh thu lớn nào thì chúng ta cần phải hiểu được 3 dòng doanh thu chính của câu lạc bộ.
Dòng doanh thu đầu tiên ấy nó đến từ commercial là cái sự thương mại, là dòng doanh thu thương mại. Dòng doanh thu thứ hai là đến từ broadcasting là bản quyền truyền hình, và dòng doanh thu cuối cùng là match day là bán vé. Thương mại bao gồm là những cái sponsorship, những cái deal quảng cáo, tài trợ hay là việc bán được merchandise, có nghĩa là quần áo phụ kiện của câu lạc bộ. Broadcasting truyền hình ở đây có nghĩa là những cái khoản doanh thu mà kiếm được từ cái việc là công chiếu những cái trận đấu của Manchester United qua truyền hình, phát trên sóng cho tất cả các quốc gia trên thế giới. Cái này tỷ lệ thuận với số trận đấu mà MU thi đấu ở Premier League, Champions League, FA Cup, Carabao Cup và những cái giải đấu khác nữa. Doanh thu match day là khi mà bạn bán được vé ở sân vận động. Ngoài ra là những cái khoản doanh thu từ những cái package VIP hay là đi tour stadium hay là bán được đồ ăn thức uống ở sân vận động. Nếu như mà chúng ta phân tích bản báo cáo tài chính của Manchester United trong 5 năm vừa qua thì chúng ta có thể thấy rõ ràng là cái nguồn doanh thu chính của Manchester United nó đến từ commercial, có nghĩa là doanh thu thương mại. Và giờ các bạn có thể hiểu hơn được là vì sao ấy Manchester United là marketing FC. Tại vì câu lạc bộ của chúng ta kiếm tiền rất là tốt từ những cái thương vụ thương mại, từ những cái deal sponsorship với những cái nhà tài trợ, những cái brands lớn ở trên thế giới. Thương hiệu cá nhân. Khi bạn là một câu lạc bộ lớn và bạn biết ấy, cái khoản doanh thu lớn của bạn đến từ quảng cáo, thì bạn sẽ làm gì để tăng cái mức doanh thu này lên cao nhất có thể? Các bạn biết câu trả lời rồi đấy, và vì thế chúng ta gọi câu lạc bộ Manchester United là Marketing FC. Ví dụ như là khi mà ký hợp đồng, gia hạn hợp đồng với các cầu thủ tên tuổi lớn, nhưng mà chưa chắc là họ phù hợp với lối chơi, với văn hóa của phòng thay đổi chẳng hạn. Nhưng mà bởi vì là họ có một cái lượng follow ở trên các social media rất là lớn, rất là khủng, họ có một cái thương hiệu cá nhân rất là mạnh, thì MU của chúng ta sẽ ưu tiên. Một khi mà bạn bắt đầu xây dựng những cái thương hiệu cá nhân nó quá lớn ấy, thì nó ảnh hưởng như thế nào tới cái phòng thay đồ? Với những cái tôi lớn này làm sao mà bạn có thể kiểm soát hết được? Làm sao mà bạn có thể giúp những cầu thủ này có cùng một cái lối đá phù hợp, trong khi câu lạc bộ có một cái mục đích chính là họ đem về để kiếm tiền cho câu lạc bộ? Marcus Rashford tuy là ban đầu chưa có một cái thương hiệu cá nhân lớn, nhưng mà khi mà làm những cái điều ảnh hưởng đến xã hội ấy, MU đã tận dụng cái đà này để thổi phồng cái hình ảnh của Marcus Rashford lên, và bây giờ đây xây dựng một cái thương hiệu cá nhân khổng lồ. Không chỉ mỗi Rashford mà còn rất nhiều những cái cầu thủ khác nữa được đem về, một phần là vì thương hiệu cá nhân của họ. Những cái tên như là Paul Pogba, Jadon Sancho hay thậm chí là Cristiano Ronaldo đều có những cái thương hiệu hình ảnh rất là lớn. Nhưng nhiều người trong chúng ta ấy sẽ đặt ra cái câu hỏi là lối đá của Man United là gì và họ có thực sự là có phù hợp hay không? Đây là lý do vì sao đối với nhiều người MU được coi là một công ty và hoạt động như là một công ty thay vì là một câu lạc bộ bóng đá. Hiện tại chưa có một câu lạc bộ Anh Quốc nào thành công về việc thương mại hóa, kiếm tiền và có được những cái thành công ở trên sân cỏ cả. Khi Manchester United ghen tị với Man City hay Liverpool vì họ đá hay ấy, thì họ lại ghen tị với MU về khả năng kiếm tiền của câu lạc bộ mình, khả năng thu hút người xem, khả năng tạo ra cái hiệu ứng truyền thông hàng đầu thế giới. Viet Devils đã từng chia sẻ 4 cái hình ảnh được công bố về giám đốc mạng xã hội của Manchester United ở trên LinkedIn. Đây là những cái thống kê về total video views, Facebook, Instagram và TikTok của Manchester United. Các bạn có thể thấy phương diện KPI về social media, Manchester United luôn luôn xếp đầu tiên hoặc là thứ hai, đúng không? Đối với những câu lạc bộ khác như là Manchester City, Liverpool hay là Arsenal, họ đã mạnh về mặt bóng đá rồi, thì bây giờ họ đang cố xây dựng một cái nền tảng tài chính tốt hơn. Họ đã mua về Jack Grealish hay là Erling Haaland, những cầu thủ với những cái thương hiệu cá nhân rất là nổi trội. Bản thân Arsenal cũng sắm cho mình Declan Rice. Những cái đội bóng này cho thấy là cái lối đi của họ ấy phát triển bóng đá rõ ràng, nhưng mà kèm với nó là họ sẽ đẩy mạnh về mặt truyền thông cũng như là hình ảnh của mình. Còn MU bây giờ vẫn vật vờ, thiếu sức sống và gây nhiều thất vọng trên phương diện bóng đá. Thương mại thì nó phải bổ trợ cho bóng đá. Việc thương mại qua bóng đá không phải là một cái điều tồi tệ. Nhưng mà bạn không thể nào mà bỏ bê cái hoạt động chính của mình, đó là bóng đá và đá bóng hay, đá bóng cống hiến cho người hâm mộ được, đúng không? Nếu như mà vẫn duy trì bóng đá song song với thương mại thì quả thật là thán phục luôn đấy. Nhưng mà hiện tại Manchester United thì không làm được cái điều này. Nếu như mà MU tiếp tục đi theo cái con đường này, bỏ bê đầu tư vào bóng đá ấy, thì chỉ sau 10-15 năm nữa thôi, chắc là Manchester City, Liverpool, Arsenal sẽ sớm vượt mặt MU toàn diện mà thôi. Nhìn nhận bóng đá đa chiều. Bây giờ đây, khi mà bạn phân tích bóng đá, bạn phải hiểu được những gì mà diễn ra ngoài sân cỏ thì bạn mới thấy được cái tầm ảnh hưởng của những gì mà diễn ra ở trên sân cỏ, cái màn trình diễn của đội bóng. Toàn thể cộng đồng bóng đá thế giới ngày càng một phát triển, và cái kiến thức và hiểu biết về bóng đá ngày càng toàn diện hơn. Cổ động viên của chúng ta càng ngày càng nhận thức được là bóng đá không chỉ đơn thuần là một cái bộ môn thể thao, nó là cả một cái ngành giải trí hàng tỷ đô la. Và với những cái thế lực và những cái bên liên quan như là dòng tiền đầu tư của những giới đầu tư Mỹ như là nhà Glazer hay là Todd Bowley, hay là những cái nguồn tiền đầu tư từ Trung Đông,
cái sự thương mại hóa của bóng đá sẽ càng ngày có tầm ảnh hưởng đến những gì mà chúng ta thấy được trên sân cỏ. Còn đối với một cái câu lạc bộ hay là một công ty như là Manchester United, tình hình tồi tệ của MU sẽ tiếp diễn dài dài. Những người hâm mộ như là fan của chúng ta đây sẽ càng ngày càng khổ. Nếu như tiếp tục với con đường này, Manchester United sẽ mãi mãi là một câu lạc bộ. Đơn giản là vì cái tư tưởng, cái văn hóa hiện tại của Manchester United ấy là của một công ty, một doanh nghiệp kiếm tiền sinh lời cho bằng được mà thôi. Một số bạn cho rằng nếu như mà Manchester United tiếp tục đá tệ như thế này thì việc gì mà phải tiếp tục ủng hộ. Nhưng mà đối với fans và người hâm mộ đích thực, đây là một câu nói rất là hồn nhiên. Nó khác một quán ăn, nếu dịch vụ và chất lượng sản phẩm đi xuống thì bạn hoàn toàn có thể chọn một quán mới. Nhưng với bóng đá, điều này gần như là không thể. Eric Cantona đã từng có một câu, bạn có thể thay đổi tôn giáo của bạn, nhưng mà bạn không bao giờ thay đổi được câu lạc bộ mà bạn yêu thích. Cổ động viên Man United giờ chỉ mong đến một tương lai mà chiến lược công ty của Man United hài hòa với chiến lược bóng đá trên sân cỏ mà thôi. Và đến cái lúc đó, có thể cộng đồng fan bóng đá thế giới sẽ coi rằng Manchester United trở lại thành một đội bóng thay vì vẫn tiếp tục hoạt động như một công ty. Vậy rồi, đó là 5 điều bạn cần biết về Manchester United, một trong những câu lạc bộ bóng đá lẫy lừng nhất thế giới, nhưng bây giờ đây lại hoạt động như một công ty, như một doanh nghiệp. Hãy để lại những bình luận của bạn và nhận xét về nội dung ở dưới đây nhé. Nếu thấy nội dung hấp dẫn, hãy để lại một cái like, nhớ share với người thân và cùng nhau đăng ký kênh để theo dõi thêm nhé. Hẹn các bạn trong video lần sau. Mãi trái. Còn bây giờ thì bye bye.